tháng 6 năm Tân Mão 1801, Nguyễn Ánh đem đại quân tiến đánh thành Phú Xuân. Sau một thời gian cầm cự, quân Tây Sơn tan vỡ, thành Phú Xuân thất thủ, vua Quang Toản phải chạy ra Thăng Long để cùng với Quang Thủy huy động lực lượng quân đội ở Bắc Hà và hai xứ Thanh Nghệ. Này, Nguyễn Ánh đã chiếm Phú Xuân mà quân của Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng lại bị kẹp ở Quy Nhơn. Chúng ta phải mau chóng tập hợp lực lượng, không thì nguy mất. Hoàng huynh nói đúng, quân ta từ xứ Thanh Nghệ ra Bắc Hà vẫn chưa bị Nguyễn Ánh đụng tới. Chỉ cần ta tập hợp toàn quân lại cùng Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đánh từ hai mặt, Nam Bắc phối hợp sẽ đánh được quân Nguyễn. Bẩm bệ hạ, quân Nguyễn Ánh đang trên đà thắng lợi. Bọn chúng chiếm được thành Phú Xuân khiến sĩ khí tăng lên. Nếu quân ta giúp sức để đánh thì có thể thắng, nhưng e là không giữ được lâu dài. Lực lượng của ta ở Bắc Hà và Thanh Nghệ cũng có tới hơn 3 vạn, lo gì không đánh được chúng. Nếu ta cứ chần chừ không đánh, lẽ nào để chúng tiến thẳng ra Thăng Long hay sao? Đúng vậy, phải đánh, không thể chần chừ được. Việc này ta đã quyết, tất cả các tướng hãy sẵn sàng đợi lệnh. Tuân lệnh. Xông lên, tất cả xông lên. Bẩm chúa công, quân Tây Sơn có tới hơn 3 vạn đã vượt qua sông Danh chiếm lấy một số căn cứ của ta. Quân ta đã phải lui về Động Hải rồi. Không ngờ lực lượng quân Tây Sơn ở Bắc Hà và Thanh Nghệ còn mạnh như vậy. Hãy lệnh cho các tướng giữ thành lũy ở Động Hải, gắng sức chống cự. Ta sẽ sớm điều binh tiếp viện. Tuân lệnh chúa công. Muốn nắm trọn Giang Sơn, phải tiêu diệt tận gốc quân Tây Sơn, không để một mầm mống sống sót. Chúa công, đúng là không thể tha cho quân Tây Sơn được. Nhớ khi xưa tổ tiên nhà chúa đứng đầu đàng trong, không ai là không theo lệnh. Ấy vậy mà anh em Tây Sơn dám động tâm nổi dậy, không những lấy đất lấy dân của nhà chúa, mà còn xâm hại tới các bậc tổ phụ. Từng giây từng phút, chưa lúc nào ta quên được mối thù này. Ta phải chịu bao khó khăn nguy hiểm mới lấy lại được Phú Xuân. Nhưng không thể chỉ dừng ở Phú Xuân, ta phải lấy cả Bắc Hà, phải nắm trọn Giang Sơn Đại Việt trong tay. Chúa công, chúng mặt tướng dù có phải chết cũng sẽ phò trợ chúa công giành lại Giang Sơn họ Nguyễn. Cuộc phản công tháng 12 năm Tân Dậu 1801 của quân Tây Sơn đã khiến quân Nguyễn phải dựa vào hệ thống thành lũy của chúa Nguyễn trước đây để chống cự.